5 chiếc bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Theo trang web Okan News, đưa tin vui về Giáo hội Việt Nam, chính thức có 2 tân giám mục. Đây là một tin vui cho Giáo hội Việt Nam. Trong khi tình trạng thiếu hụt giám mục ở nhiều giáo phận Việt Nam còn trong tình trạng trống tòa, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam vẫn còn 4 giáo phận trống là Giáo phận Ban Mê Thuộc, Giáo phận Hà Tĩnh, Giáo phận Nha Trang và Giáo phận Phát Diệm. Ngày 31 tháng 12, Giáo phận Thái Bình lễ tấn phong tân đức giám mục Đa Minh Đặng Văn Cầu tại quảng trường Tòa giám mục Thái Bình. Sau đó, ngày 3 tháng 1, Đức Tổng giám mục Sài Gòn Giuse Nguyễn Năng tấn phong tân giám mục Giuse Bùi Công Trác tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Người Công giáo Việt Nam chào đón hai tân giám mục. Người Công giáo từ hai giáo phận ở Việt Nam mong đợi các tân giám mục hiệp nhất mọi người và xây dựng giáo hội địa phương. Đức cha danh dự Phêrô Nguyễn Văn Đệ của Giáo phận Thái Bình tấn phong người kế vị là Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu tại quảng trường Tòa giám mục Thái Bình, thành phố Thái Bình ngày 31 tháng 12. Khoảng 30 giám mục và tổng giám mục trên cả nước Việt Nam đã đồng tế trong buổi lễ ngoài trời với sự tham gia của hàng trăm linh mục và hàng ngàn người tham dự. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên của Tổng giáo phận Hà Nội cho biết, người dân địa phương rất vui mừng được dự lễ tấn phong giám mục đầu tiên kể từ năm 1979. Tân giám mục Đa Minh Đặng Văn Cầu là giám mục tiên khởi của giáo hội địa phương và là giám mục thứ 7 của giáo phận 86 tuổi. Trong số những người kế vị trước ngài, có 2 người đến từ Tây Ban Nha và 4 người đến từ các giáo phận khác ở Việt Nam. Linh mục Tô Ma Đoàn Xuân Thỏa, chánh xứ Trung Đồng cho biết, thật tuyệt vời khi giáo phận với hầu hết các thành viên là nông dân và ngư dân đã sản sinh ra vị giám mục bản địa đầu tiên. Sự kiện lịch sử này cho thấy giáo hội địa phương đã lớn mạnh. Cha hạt trưởng hạt Nam Tiền Hải cho biết, Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu là người từng trải qua khó khăn, hiểu rõ nếp sống của người dân địa phương, nên được kỳ vọng sẽ có những sáng kiến mục vụ thiết thực cho người dân ở hai tỉnh quê Thái Bình và Hưng Yên. Cha lưu ý rằng, mục tử và con chiên biết rõ nhau và do đó cộng đoàn dân Chúa sẽ cùng nhau thúc đẩy tình liên đới cộng đồng để xây dựng giáo hội địa phương. Anh Giuse Vũ Ngọc Biển từ giáo xứ Cát Đàm cho biết, anh và tân giám mục là bạn từ khi còn nhỏ. Ông Biển cho biết, vị giám mục mới là người thân thiện, tử tế và hát hay, nên đức cha dễ dàng gặp gỡ người khác, đặc biệt là những người có nhu cầu trong đời sống đức tin. Tân giám mục nên thực hiện các chuyến thăm mục vụ đến các giáo xứ nhỏ, hẻo lánh, cần sự chăm sóc, yêu thương đến các nhà thờ. Chị Anna Trần Thị Ngát cho biết, chị cùng con trai đi xe máy 50 cây số từ nhà ở huyện Tiền Hải đến dự lễ tân giám mục trong thời tiết lạnh giá. Chúng tôi vô cùng tự hào về vị tân giám mục bản xứ mới của chúng tôi. Chúng tôi cầu nguyện cho tân giám mục có sức khỏe tốt và quan tâm nhiều đến những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Trong thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Thái Bình vào ngày hôm sau, tân giám mục Đa Minh Đặng Văn Cầu thừa nhận rằng một vụ giáo phận với tư cách giám mục là một gánh nặng khó khăn. Vị tân giám mục 60 tuổi kêu gọi mọi người cầu nguyện cho ngài, cộng tác với ngài và hỗ trợ ngài phục vụ giáo phận thân yêu của họ. Giáo phận Thái Bình có khoảng 200 linh mục, phục vụ 136.000 giáo dân. Ngày 3 tháng 1, Đức Tổng giám mục Sài Gòn Giuse Nguyễn Năng tấn phong giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Hàng nghìn người tham dự lễ tấn phong giám mục. Giáo hội tại Việt Nam vẫn còn 4 giáo phận trống là Ban Mê Thuộc, Hà Tĩnh, Nha Trang và Phát Diệm.